Xin chào cô chú chị và các bạn. Bữa giờ lâu rồi mình không có quay video á, thì hôm nay mình cũng xin phép nói một chút xíu tình hình hiện tại ở Ukraine như thế nào cho ông bà cô bác biết. Tại vì có nhiều chị hỏi là băng quốc bị thất thủ, Ukraine đang rất là nhiều câu hỏi, là sợ, rất là lo sợ về tình hình quân đội Ukraine, sợ thua. Cô chú chị, những người mà ông bà cô bác anh chị mà ủng hộ cho Ukraine á, rất là sợ thua. Nhưng mà mình ở đây á, thật sự mình đang sống trong một đất nước có chiến tranh á, thì những cái tin nào tốt á, vui quá, mình rất là nhanh, mới là mình muốn thông báo cho mọi cô bác nghe nghe để mừng liền. Còn những tin nào buồn á, tự nhiên mình không muốn nói, làm mình cũng xuống tinh thần, mình cũng sợ, mình cũng buồn theo á. Nên là thử nhiều lúc những cái tin mà buồn mình không có muốn nói lên đâu cô chú anh chị, mình giấu. Còn mà những cái nào vui á, vui thì mình thích nói, mình khoe mà cô bác, hoặc là những cái gì đó để phải nói là ai cũng vậy, nghe cái tin vui thì lúc nào con người mình nó cũng vui, nó có tinh thần hơn. Còn mà những cái tin mà buồn nó làm cho người khác cũng buồn, mình không muốn làm cho người khác buồn đó. Thì câu hỏi thường hỏi nhất đó là thành phố Bamut. Thì cái thành phố Bamut này là quân Nga họ đã tấn công trong vòng 4 tháng nay, nhưng mà vẫn chưa có lấy được Bamut, nhưng mà họ tổn thất rất là nhiều. Thì như nói như thế này nè, để mình nói cho bà cô bác dễ hiểu, thì họ muốn lấy một cái bàn thắng là chiếm được cái Bamut. Bamut này là một cái thành phố nhỏ thôi, mà hiện tại bây giờ họ phá, theo cái dự tính của bên phía quân đội Ukraine á, là họ đã phá khoảng 70% thành phố rồi, tan hoang hết luôn, còn gì hết. Mà họ muốn bao vây lại hết quân đội Nga, họ muốn bắt sống quân đội Ukraine. Nhưng mà khi mà họ bao vây được 70% mà họ bỏ dòng á, thì phía quân đội Ukraine phòng thủ á, tấn công họ, chặn họ lại hai cái đầu, chặn họ hai cái đầu tấn họ tiến hai cái đầu tiến của họ đó, thì họ thụt lùi, nghĩa là họ đi ngược lại, họ trở về. Rồi bây giờ họ họ không có bao vây được nữa, thì thành thử ra bây giờ họ bắt đầu họ đi thẳng, với họ tấn công thẳng vô trong thành phố luôn, họ không bao vây quân đội nữa. Thì họ tấn công vô và họ tàn phá thành phố. Bây giờ là đã thiệt hại, nó là tan hoang hết 70% thành phố rồi. Bây giờ hai bên đang giao tranh rất là nóng, điểm đó là điểm nóng nhất. Bamut là hiện tại bây giờ tin tức thường hay nói về Bamut rất là nhiều. Nhưng mà họ chưa chiếm hết Bamut được. Thì Tổng thống Zelensky có nói là Bamut nó không phải là một cái điểm mấu chốt gì hết. Nó là một cái điểm, cái thành phố nhỏ, nhưng mà phía quân đội Nga có một cái họ có một cái kế hoạch đó, là họ muốn chặn quân Nga ở thành phố Bamut để họ làm tiêu hao quân Nga và làm cho quân Nga yếu đi, để cho phía quân đội Nga có cái thời gian mà củng cố lại lực lượng và chờ vũ khí của phương Tây. Thì như vậy á, cái kiểu như là quân Nga chống cớ của Ukraine gì đó. Bây giờ thật sự thì bây giờ Bamut họ vẫn chưa chiếm được, nhưng mà họ chỉ tàn phá như thành phố Mariupol, khi mà không chiếm được thì họ phá phá cho nó hư hết. Ngoài Bamut ra đó thì làm có thành phố Adipka với lại thành phố Mazinka. Hai cái thành phố này là thành phố gần gần cái khu vực Donetsk. Thì cái khu vực Donetsk này trước, sau khi mà 2014, trước khi xảy ra cuộc chiến tranh hai ngày 24 tháng 2 đó, thì cái khu vực Donetsk với lại Luhansk á, là quân Nga đã ly khai ở đó, họ đã đưa quân, đưa lính Nga qua cái thành phố đó, rồi họ có xe tăng ở đó rồi, như là họ phía Ukraine và phía Nga đó đã đấu tranh đó, chiến tranh vào khoảng từ năm 2015, 2014, 2015 trở về á, trước ngày 24 tháng 2 đã chiến tranh ở đó rồi. Thì quân đội Ukraine phòng thủ ở ở cái khu vực này rất là vững chắc, có rất là nhiều quân lính kinh nghiệm, họ chiến đấu 9 năm 10 năm ở khu vực này, cho nên là thành thử ra thì an toàn. Nhưng mà cũng ngăn chặn quân Nga ở ở cái khu vực thành phố rất nhiều. Thì hiện tại bây giờ là gồm ba thành phố này là thành phố nóng nhất hiện tại bây giờ, gồm Bamut, Alipka, Mariinka, Chima. Thì hiện tại bây giờ ba cái thành phố này là nóng, nhưng mà quân đội Ukraine dự tính á, là mỗi ngày á,
quân Nga, mọi cái thành phố là họ mất đi khoảng trên 100 lính ở đó. Thì ngoài ra thì có Vuleda cũng thuộc cái khu vực Donetsk luôn, rồi Svatovo, Luhan, cái thành phố Luhan. Thì hai thành phố này thì hiện tại bây giờ đỡ bớt, tại vì vào tháng trước ở Vuleda là tụi mình hay gửi drone xuống, tụi mình gửi được hai cái drone, thì sắp tới tụi mình sẽ gửi cái drone thứ ba đến. Vuleda này tháng trước có là quân Nga mất 100 mấy chiếc xe tăng, khi mà họ dẫn bộ một đoàn xe tăng là 100 mấy chiếc xe tăng, thì ở thành phố này quân đội ra tấn công tiêu diệt tổng cộng 130 chiếc xe tăng, và quân lính thì cái con số rất là nhiều, tụi mình không có chính xác là quân lính bao nhiêu, nhưng mà tổn thất rất là nhiều ở khu vực này. Còn hiện tại bây giờ ngồi những cái năm cái thành phố này á, thì ngồi ra thì ở khu vực Kherson, Kherson thì quân Nga vào khoảng 2 tuần trước á, là thông báo là họ đã rút, cách đây mấy tháng thì họ rút vào ở trong thành phố, xong họ họ rút qua bờ sông Dnipro. Ở Ukraine có một cái sông Dnipro rất là lớn, nó giống như là phải nói là rất là lớn, nó đổ bộ qua cái Biển Đen á. Thì quân Nga rút ra vào phía bên phải, thì bây giờ hiện tại cách hai tuần trước đó, họ cũng rút, bắt đầu họ quân lính Nga đó họ chạy chạy ra khỏi từ từ xa hơn đó, họ chạy từ từ ra khỏi Kherson. Rồi ngồi ra thì Mariupol, quân đội Ukraine á, lâu lâu á tấn công vô khu vực sâu trong thành phố Mariupol, nơi mà quân Nga phòng thủ, quân Nga những kho đạn chứa vũ khí, và lính Nga đóng quân ở đó, ở thành phố Mariupol. Thì phía Ukraine á, lâu lâu tấn công vô, vào khoảng hơn 1 tuần trước thì phía quân đội ra tấn công vô đảo Crimea. Đảo Crimea là từ theo ước tính đó, là khoảng tầm 250 tên lửa 260 km. Thì cái tên lửa này phía quân Nga là không biết cái tên lửa này là thuộc cái gì luôn, thì thành thử ra đó họ họ không biết cái tên lửa này từ đâu, nhưng mà thật sự theo thông tin của phía Ukraine á, truyền thông nói á, là cái tên lửa này là từ Ukraine tự sản xuất trước khi chiến tranh mà ngày 4 tháng 2 đó, là phía quân đội Ukraine, đất nước chính phủ Ukraine đó là bắt đầu đã có những cái cơ sở sản xuất vũ khí, đặc biệt là tên lửa tầm xa. Thì họ trong cái giai đoạn là chỉ là thử thôi, chứ chưa có mà công khai để mà sử dụng hoặc là để mà bán gì hết á. Thì họ chỉ trong giai đoạn thôi, nhưng mà cái thời gian mà đầu mà Ukraine bắn hạ cái tàu Moskva đó, thì như thông tin đó, ở phía Ukraine thông tin hai luồng rất là nhiều, nhưng mà phía bên Ukraine nói là tên lửa bắn đó là của Ukraine tự sản xuất. Đó là một cái tin đó, còn có một số nguồn nói là từ Mỹ, phương Tây viện trợ, nhưng mà phía Ukraine họ nói là một số thôi nha, họ nói là từ của Ukraine tự sản xuất. Và cái lần mà bắn vô đảo Crimea 260 km thì cũng vậy, thì phía thông tin của Ukraine cũng nói là Ukraine tự sản xuất, tại vì Nga không biết được cái tên lửa này là từ đâu, họ không có nắm bắt được nó là từ Mỹ hay là từ phương Tây gì luôn, thì mình nghĩ là Ukraine tự sản xuất. Nếu mà phương Tây Mỹ là Nga họ đã biết rồi, nhưng mà cái này là họ không biết, nghĩa là Ukraine chưa công khai tên lửa này của Ukraine. Đó, gồm những cái thành phố này hiện tại bây giờ là đang nóng 5 cái thành phố mà mình cũng nói rồi đó. Thì ngoài ra đó, quân đội Ukraine nói là khoảng tháng tháng này hoặc tháng sau sẽ tấn công, nhưng mà do thời tiết trong cái tháng này để mưa nhiều á, mình ở đây á, mà mưa liên tục, mưa xong rồi lạnh á, cho nên là đất bùn đất sình, mà mình đi ngang ở ngoài đường Ukraine á, mà mình thấy vô những cái bờ ruộng, những cái cánh đồng á, mình thấy nước nó nằm nó còn hố hố sâu sâu luôn như vậy. Cho nên là mình nghĩ bây giờ mà ở những cái vùng Bakhmut, những cái vùng mà phía phía đông á, thì cái thời tiết nó lạnh hơn mà nó mưa nhiều hơn, và khoảng 1 tháng trước á, khoảng tháng cái tháng trước tháng 3 đó thì có cả tuyết nữa, cho nên là hiện tại bây giờ đất rất là lúng mềm, cho nên là phía quân đội ra không có tấn công được bây giờ.
Thì chờ trong thời gian sắp tới thì hy vọng là một cái điều nữa, thật sự phía Ukraine cũng và phương Tây cũng không muốn tấn công, cũng không muốn tấn công đâu, chỉ là muốn quân Nga rút ra khỏi thôi. Thì hiện tại bây giờ có rất là nhiều thông tin mà để đưa ra để làm đánh lạc hướng quân Nga đó, thì để cho quân lính sợ và tự rút, chứ thật sự cũng không có muốn hại ai hết cô chú anh chị. Người ta cũng muốn rút ra khỏi Nga, rút ra khỏi lãnh thổ Ukraine là đúng là được thôi, chứ không có muốn tiêu diệt quân lính đồ làm gì đâu, đúng không cô chú anh chị? Đó thì cách đây mấy ngày hả, cái người ta nói là cái tin mật của Mỹ, tin mật của Mỹ được lộ ra từ sở gián điệp của Nga, làm lộ ra. Thì theo phía phía Ukraine á, thì rất là nhiều thông tin từ cái nói là gián điệp của Nga rồi ăn cắp được cái thư mật, còn nhiều đưa thông tin mật đồ lên đó, giữa Mỹ và Ukraine có những kế hoạch dự định như thế nào rồi này kia, rất là nhiều, như là binh lính bao nhiêu hai bên, bao nhiêu chết, bao nhiêu thiệt hại hai bên. Phía Ukraine nói trong đó nó chỉ đúng 50%, và 50% là là sai, nghĩa là chỉ đúng 50% thôi. Mình nghĩ là 50% á đúng là những cái thông tin mà phương Tây và Mỹ cung cấp cho Ukraine, thì cái đó là điều đúng hết. Và những cái thông tin mà thiệt hại về quân lính á thì đưa lên là sai. Cái Ukraine muốn nói á là cái thông tin này đưa lên á không, không nhiều lúc cũng không hẳn là từ phía gián điệp của Nga, mà là có thể là từ bên phía Mỹ họ đưa lên, họ tự đưa lên, họ nhằm mục đích họ đánh lạc hướng phía Nga. Nghĩa là họ đưa lên những cái thông tin như vậy để cho phía Nga sợ và tự rút, chứ không còn phải phản công. Họ đưa lên nhằm mục đích là họ hù, mà họ hù không phải là hù không thành có, mà họ hù những cái có để họ xô ra, họ muốn đưa ra cho phía Nga họ hiểu được, họ biết được là sắp tới Ukraine có những cái vũ khí này, những vũ khí này và rất là nhiều. Mấy anh mà khôn á thì mấy anh mà rút trước để cho mà khỏi thiệt hại thêm người và của, còn cứ kéo dài là nó tấn công thật sự đó. Là cái theo như cái nguồn tin của phía Ukraine, người ta nói á là nó như vậy, nghĩa là có thể là như vậy, có thể là phía Mỹ họ nhằm mục đích họ muốn đưa lên những cái thông tin như vậy rồi họ tạo cái nguồn tin cho phía Nga sợ đó. Thì mình cũng hy vọng là như vậy, khi mà biết phía Nga biết thật sự được Ukraine nhận được những loại vũ khí gì để sắp tới sẽ có cuộc tấn công á, thì họ sẽ tự động họ rút và kết thúc chiến tranh. Thì mọi người ai cũng mong vậy thôi, chứ đâu có ấy đâu. Nhưng mà một cái điều nữa là phía Mỹ á, có nói á, gián điệp của Nga tại Mỹ á, thì không không ai biết là bao nhiêu, nhưng mà thật sự 1.000% tất cả trong bộ máy chính quyền của Nga đều có gián điệp Mỹ. Đó là một cái điều phải nói là người ta rất là chuyên nghiệp, người ta rất là thông minh. Nghĩa là người người Mỹ á, họ thông minh đến mức độ họ đi trước mấy bước, họ đi trước mấy bước luôn, cho nên là không có dễ gì mà qua mặt họ. Cho nên là trước khi mà mấy tháng trước, trong cái thời gian năm ngoái á, Nga hay dùng cái từ là dù sử dụng vũ khí hạt nhân, sử dụng vũ khí hạt nhân, thì Mỹ họ cũng không nói gì hết, họ chỉ nói một câu dứt khoát là mấy anh có di chuyển ra khỏi là mấy anh cũng biết hậu quả, cho nên đừng có nghĩ đến cái việc mà di chuyển. Là trong cái bộ máy của chính quyền của Nga đều có gián điệp của Mỹ trong đó hết. Thì mình rất là tin tưởng vào chính phủ Mỹ, thật sự mình rất là nể luôn á. Tại vì mình rất là nể, ai mà ủng hộ ở Nga thì rất là không thích mình, nhưng mà thật sự mình thấy được ở đâu là một cái điểm dựa. Nghĩa là bây giờ có là một công dân Mỹ thì các bạn thấy nó vinh dự và nó là một cái điều phải nói là được bảo vệ, đúng không? Ai từ giàu đến nghèo đều muốn đến Mỹ sống. Tại sao đến Mỹ sống thì mọi người tự tìm hiểu. Chứ còn nói những cái điều tốt nhất hoặc là những cái điều xấu thì mọi người sẽ thấy
không tin nhưng mà hãy tự tìm hiểu ha. Thì mình không có sống ở Mỹ nhưng mà mình thấy được những gì tốt ở Mỹ và những cái tiêu chuẩn của một con người á, được sống ở đất nước Mỹ á, thì mình thấy rất là với nó là hãnh diện nếu mà mình được sống ở Mỹ. Còn ngoài ra thì mình sống ở Ukraine thì mình thấy tuy là một đất nước đang có chiến tranh nhưng mà mình thấy cũng ổn, nói chung cũng được. Nếu mà không có nước, không có chiến tranh thì mình thấy cuộc sống mình thấy cuộc một đất nước đáng sống. Và một cái điều nữa nha, phía những cái nhà lãnh đạo mà những cái nhà tuyên truyền của Nga đó, họ phải nói họ nói có thành không, nói không thành có, mà giống như là gắp lửa bỏ tay người á, ném đá giấu tay á. Họ xua quân nước Nga xua quân qua xâm lược Ukraine, giết hại người dân Ukraine, tàn phá cơ sở hạ tầng như là một chốn không người á, như là rừng rú, như là trong rừng mà đi phá rừng á. Trong khi đó đây là một con người, một đất nước, một lãnh thổ của người ta, tự nhiên đem quân qua giết hại người dân người ta, xong rồi đến lúc mà thua rồi á, không có thắng á, tự nhiên nói bật lên nói những cái câu thí dụ như chứ một đất nước Ukraine mà tại sao không thắng nổi, vũ khí hạt nhân tại sao không sử dụng vũ khí hạt nhân. Hãy tự nhiên vũ khí hạt nhân sản xuất ra để đi đi giết hại người, trong khi đó người ta đã đụng gì đến đến Ukraine, thế giới phương Tây Mỹ đâu có đụng gì đến nước Nga đâu. Họ tự xua quân đến, mà trước khi họ xua quân đến xâm lược Ukraine là phương Tây và đồng minh Mỹ người ta cũng đã cản lại rồi. Khi mà anh làm thì anh sẽ nhận hậu quả này kia, và cũng bất chấp đến lúc thua rồi á thì họ hỏi là tại sao không chịu dùng vũ khí hạt nhân để cho mà bắn thẳng vô lãnh đạo Ukraine, bắn thẳng vô những thành phố lớn, tại sao không sử dụng vũ khí hạt nhân. Họ luôn đặt ra cái câu hỏi là tại sao không sử dụng vũ khí hạt nhân để mà họ chiến thắng nhanh, trong khi đó những cái năm bao nhiêu Ukraine hứa Mỹ, Mỹ Nga Anh ba nước lớn hứa sẽ bảo vệ cho Ukraine khi mà Ukraine giao nộp hết tất cả những vũ khí hạt nhân. Thì bây giờ một cái nước mà tráo trở, đi ngược vào cái lịch sử, đi ngược vào cái hiệp định, bây giờ muốn toàn là hù sử dụng vũ khí hạt nhân lại không à. Ngay cả tổng thống Lincoln của Mỹ bây giờ ông cũng lên truyền hình, ông cũng nói là lỗi của tại do ông nữa, đã đề xuất cho Ukraine giao nộp vũ khí hạt nhân cho Nga, đó là lỗi của ông. Ông cũng biết, ông cũng nhận lỗi nữa, trong khi đó một đất nước bên cạnh gì á, thế gì thấy lẽ phải không, có không có lẽ phải. Và một cái điều mà muốn nói cho ông bà cô bác nghe, một cái điều này rất là vui nha. Khi mà xảy ra cuộc chiến tranh á, bắt đầu cuộc chiến tranh là tất cả những cái công ty Mỹ, công ty phương Tây đều rút ra khỏi nước Nga, đặc biệt là Google ha, Google, Facebook hoặc là YouTube thì rút ra khỏi khỏi đất nước Nga, và những cái kênh YouTube nào mà đang ở Nga đó đều không có thể kiếm tiền được, không có thể kiếm tiền từ YouTube, từ quảng cáo được á. Thì người Nga, nếu mà người bình thường mà người bình thường á xài một cái điện thoại mà có thể coi YouTube rồi cái sau cái cuộc chiến tranh họ mới coi được. Còn Những cái người mà người ta rành về mạng internet á thì người ta sẽ chuyển qua cái VPN, người ta sẽ mở VPN. Thì khi mà cái VPN đó người ta cài đặt cái VPN á thì họ có thể chọn một cái lãnh thổ nào đó họ muốn, tuy họ đang sống ở Nga. Thì cái chính quyền Nga bây giờ người ta cũng không có cản được cái người dân mà người ta muốn được thấy được cái sự thật á. Thì rất là nhiều người người ta coi được cái tin ngoài cái tin tức trong nước Nga ra thì họ có thể coi được tin tức thế giới, thì họ thấy được cái sự thật là đất nước của mình là do sai trước đưa quân qua xâm lược Ukraine, mặc dù Ukraine không có vũ khí hạt nhân, Ukraine một đất nước nghèo hơn, Ukraine là một đất nước không có vũ khí, không có phòng thân, không là một đất nước không có gì hết, chỉ là một đất nước kinh doanh buôn bán bình thường, có xuất nhập khẩu nông nghiệp thôi, nhưng mà chỉ là một cái tham lam, một cái muốn sự sáp nhập, muốn cho Ukraine là một cái nước chư hầu, nghe theo Nga,
Khi mà Ukraine không có muốn như vậy nữa, muốn là một đất nước tự do, muốn là một con người tự đứng lên, tự phát triển, không có còn dựa dẫm vào Nga nữa, để không có còn muốn bị khinh thường nữa đó. Thì họ bắt đầu họ xua quân đến, họ xâm lược, họ muốn sáp nhập Ukraine vào Nga luôn. Những cái con người đó người ta hiểu được cái lẽ phải đó. Đó thì bây giờ chính phủ Nga họ không thể kiểm soát hết được cái lượng người mà có thể cài cái VPN đó, cái vị trí VPN đó. Đó thì bây giờ Đàn anh Trung Quốc hôm bữa, Đàn anh Trung Quốc là hứa sẽ giúp cho chính phủ Nga làm cách nào đó để mà khóa luôn cái VPN, làm cho người Nga không có thể mở VPN, không có thể sử dụng được cái VPN được. Đàn anh giúp được cái này đó, giúp hay quá. Những cái người mà đang sống ở Nga mà ủng hộ cho Nga đó, cái tin này rất là vui. Vui cho họ vì họ không có sử dụng, họ không cần đọc tin tức gì hết, họ chỉ cần tin tức của nước Nga là đủ rồi. Đàn anh Trung Quốc, anh em Nga với lại Trung Quốc hứa hứa sẽ giúp cho Nga khóa cái VPN này lại, là không cho người Nga sử dụng, và họ sẽ giúp khóa luôn cái Facebook, không cho hoạt động Facebook, những cái người không có được sử dụng Facebook luôn. Và họ sẽ giúp và hỗ trợ phần TikTok. TikTok Trung Quốc đưa vô. Và ở chính phủ Nga đó, họ bây giờ họ muốn những cái trường học đại học, hoặc là những cái trường học cấp 1, cấp 2 mà đang học theo đuổi học tiếng 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 thí dụ như là tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Đức, tất cả các ngôn ngữ, thì bây giờ họ sẽ cancel hết, là họ không có cho học nữa. Họ bây giờ họ chỉ cho học một tiếng duy nhất là tiếng Anh, và chuẩn bị là học tiếng Trung Quốc. Thì nghe như vậy đó, họ sẽ có tiếng Trung Quốc và tiếng tiếng Anh. Và có một tin nữa là cho học tiếng châu Âu, tiếng châu Phi nữa, chuẩn bị ở trường học Nga đó, cho học sinh học tiếng châu Phi và tiếng Trung Quốc. Tại vì những cái nước mà hiện tại bây giờ thân Nga đó, thì họ muốn cho người dân Nga học những cái ngôn ngữ này để mà làm một cái cầu nối. Thì cái tiếng châu Phi á, thì chỉ là theo cái dự dự tính thôi, chứ chưa có thật sự, mình không biết trong tương lai thế nào đó. Thì lòng vòng mấy ngày, phải nói là mấy tuần nay, tin tức mà mình ở đây mình thấy nha, khoảng gần mấy tuần nay á, có một một tuần, 10 hơn 10 ngày, gần 2 tuần á, mình thấy không có cuộc tấn công nào vô thủ đô nữa. Thì nguồn tin của Ukraine á, người ta nói là hiện tại bây giờ Nga không có còn nhiều tên lửa tầm xa mà có thể bắn từ Biển Đen, từ Biển Đen gần biên giới Nga vô thủ đô á, và những cái thành phố xa như là phía Tây, miền Tây, Lviv rồi đó, họ không có còn nhiều tên lửa để bắn bắn vô tầm xa, mà họ bắn vô cũng đều chặn hết á, cho nên là họ không có phí bắn vô tên lửa nữa, họ tập trung vào miền đông, phía đông. Thì họ cũng bắn phá những cái thành phố nào mà gần gần biên giới Nga đó, như Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk, rồi thành phố Kharkiv của chúng chị, thành phố lớn thứ hai của Ukraine đó. Thành phố này có rất là nhiều người Việt mình sống ở đó, mà sau cuộc chiến tranh thì bây giờ người Việt mình di tản qua nước ngoài làm ăn hết rồi, cho nên là không còn nhiều, cũng còn một số người nhưng mà không có nhiều nữa, rất là ít. Mọi người đi qua lại dời, tranh thủ đi qua nước châu Âu, nhưng mà có điều kiện thì đi qua châu Âu làm việc, kiếm tiền tích góp vài năm. Nên là người Việt mình đâu có, người Việt mình không có chịu ở không đâu, người Việt mình rất là thích kiếm tiền. Sẵn ở đây đang khủng hoảng chiến tranh, không có việc, không ăn việc làm á, nên là ông bà cô bác anh chị, những người trẻ trẻ mà có thể kiếm được tiền, người ta đi qua châu Âu, những cái nước lớn, họ kiếm tiền để tích góp, để tiết kiệm đó. Chứ ở Ukraine hiện tại bây giờ ngay cả người Ukraine cũng không có việc làm, rất là nhiều người thất nghiệp, rất là nhiều người thất nghiệp của chúng chị, có những người làm mà cũng không có lương nữa. Rất là nhiều người thất nghiệp luôn, thất nghiệp rất là nhiều. Mà mình may mắn là chồng mình được có công việc, mà ảnh làm một công ty lớn, ông chủ
ông chủ có nhiều tập đoàn á, ông có tập đoàn mà ông rất là nhiều kinh ra rất là nhiều thứ, cho nên là ông là một người 1 tỷ phú. Hiện tại bây giờ ông đang sống ở Anh, công ty mất thì hiện tại họ làm việc rất là sạch, thế là không có lộ. Thôi cái phần này đợt sau mình sẽ nói thêm đi, mình nói chung cho nó dài lắm. Cho nên là may mắn cái là chồng mình hiện tại bây giờ cũng có việc làm. Cũng hơn để có may mắn thì để có tiền để mà chi phí cho gia đình đó, của chú anh chị, thì mình thấy mình cũng mừng chứ. Mà thật sự nếu mà anh mất chồng mình mà không có việc làm cũng rất là khó khăn, rất là nhiều người không có việc làm quý vị, rất là nhiều người không có việc làm. Ok, thì hôm nay em quay video chia sẻ đến đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã nghe mình nói. Mình sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới sẽ thu thu thập những cái tin tin tốt, tin vui cho bà cô bác nghe để mà đỡ lo. Tại vì thật sự là nhớ rất là nhiều người đứng bởi vì lẽ phải, thương và lo cho người Ukraine lắm luôn, đất nước Ukraine lắm. Cảm ơn một lòng tốt của ông bà cô bác rất là nhiều. Ok, thì video mình quay dài rồi. Bây giờ mình tạm biệt, xin phép tạm biệt nha. Bye bye cô chú anh chị.